Xin chào tất cả các bạn, anh tên là Đỗ Trọng Phát. Thì anh đến học ở trường ICBU khóa 2007 tới 2011. Sau khi hoàn tất quá trình học của anh thì anh thành lập cái công ty của riêng anh ở tại Singapore để đưa bệnh nhân từ Việt Nam sang Singapore để mà điều trị. Anh rất học lịch về toán lý hóa để vào được bách khoa và vào top 100 sinh viên có điểm nhất để mà vào học trường Việt Pháp. Nếu bạn biết rằng bạn thì bạn xin hết 3 năm bởi vì một cái điều mà bạn không thích, đúng không ạ? Và bạn lại còn điều tệ hai hơn nữa, bạn lại hy sinh thêm 1 năm nữa để theo đuổi cái điều mà bạn không thích, thì điều đó bạn sẽ lãng phí, bạn không có nhiều thời gian trong cuộc sống của bạn lãng phí như vậy. Chứ có cái tác phong của người Việt Nam chúng ta là cứ nhường nhịn là chính, thì chắc chắn là bạn sẽ bị thất bại trong vòng phỏng vấn. Cái điều mà mình thấy rất là rõ ở mỗi người sinh viên ICU là cái sự năng động, bên cạnh đó là một cái sự khả năng thích nghi của họ cực kỳ mạnh. Thì tất cả mọi người cùng làm việc cùng với nhau thì sinh viên ICU thường sẽ đóng vai trò là người lãnh đạo, họ không có sợ hãi gì cả, rất là tự tin và họ sẵn sàng khám phá mọi thứ. Cái văn hóa của SMU đã muốn sinh viên của họ phải trang bị được cái sự linh hoạt và cái sự năng động đó từ những ngày đầu tiên rồi. Cái đam mê là mình muốn tìm kiếm một cái môi trường tốt hơn, đúng mà năng động hơn. Mình không muốn duy trì cái sự trì trệ như là ở bách khoa. Bạn phải có được cái tiêu chuẩn về điểm SAT, và khi đó thì mình rất là cảm ơn là bởi vì các chị giúp cho mình giải thích cho các đại diện của SMU rằng là vì cái cơ chế học ở Việt Nam, các chị thuyết phục bên SMU và cho mình một cái cơ hội để mà mình được vào SMU học sau đó. Qua cái sự hỗ trợ của INEC thì nếu như mình không có cái cơ hội sang Singapore, mình chắc chắn một điều là mình không có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Điểm 10 vẫn chưa đủ đối với lại cái dịch vụ của INEC. Ở Việt Nam thì chúng ta thì INEC đóng vai trò là đại diện độc quyền của SMU, có thể nói là cái nơi mà là chuyên nghiệp nhất để mang lại cho bạn những cái thông tin chính xác nhất. Và bởi vì thời gian có hạn thì mình rất là mong muốn là có được một cái cơ hội được gặp gỡ tất cả các bạn để mà giải đáp trực tiếp toàn bộ những thắc mắc của từng cá nhân các bạn, và hẹn gặp các bạn trong cái thời gian gần nhất sắp tới là cái buổi workshop trong năm nay, và xin hẹn gặp tất cả các bạn.